Click ngay tốt.com, xem tử vi tuần mới, người tuổi thân đào hoa khá vượng, đường tình duyên rộng mở vô cùng. Bách Việt trợ nhân duyên nhập cục, con giáp này nếu còn độc thân thì sẽ sớm có cơ hội gặp gỡ những người khác phái có khả năng kết đôi với mình. Để xem nội dung cần theo dõi nhanh hơn, mời bạn click vào mục lục dưới đây. Mục lục 1, tử vi tuần mới tuổi Tý 2. Tử vi tuần mới tuổi Sửu 3. Tử vi tuần mới tuổi Dần 4. Tử vi tuần mới tuổi Mão 5. Tử vi tuần mới tuổi Thìn 6. Tử vi tuần mới tuổi Tỵ 7. Tử vi tuần mới tuổi Ngọ 8. Tử vi tuần mới tuổi Mùi 9. Tử vi tuần mới tuổi Thân 10. Tử vi tuần mới tuổi Dậu 11. Tử vi tuần mới tuổi Tuất 12. Tử vi tuần mới tuổi Hợi. Tử vi tuần mới của người tuổi Tý cho thấy hung vận khá lớn, con giáp phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách trước mắt. Đầu tiên là chuyện tình cảm với nhiều khúc mắc, khiến cho bản mệnh không khỏi buồn phiền khi nhận ra những điều mình trân trọng là dối trá. Vận trình tài lộc thăng trầm bất định, vừa có tiền vào túi thì lại có chuyện phải tiêu đi. Kiếp tài cảnh báo con giáp này chớ nên ỷ thế kiếm được tiền mà tiêu xài hoang phí, nếu không có tiền núi cũng đến ngày cạn kiệt. Thương quan xuất hiện và cho thấy tinh thần làm việc của tuổi Tý đang sa sút. Bản mệnh không tìm thấy niềm vui trong công việc, mất tập trung và có nhiều mối quan tâm khác, khiến cho công việc chính bị bỏ bê. Cũng may cát tinh tử vi xuất hiện và thức tỉnh con giáp này đúng lúc kịp thời. Dù tuổi Tý còn nhiều thiếu sót nhưng với sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu cao độ thì những khó khăn trong công việc rồi cũng sẽ phải lùi bước. Tuổi Sửu trong tuần 2-3 này vận trình có phần khởi sắc hơn, tình duyên không còn là nỗi lo quá lớn vì bản mệnh đã tìm được người tâm đầu ý hợp, có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Công việc nếu có gì quan trọng thì nên tiến hành vào thời điểm đầu tuần, khi mà chính quan sẽ giúp cho con giáp này thực hiện được những điều mình muốn. Cuối tuần bản mệnh bận rộn lo toan nhiều thứ khác mà có phần lơ đễnh trong công việc. Đường tài lộc trong tuần cực kỳ thuận lợi, tiền hết rồi lại có, chính tài và thiên tài cùng hiệp sức để tạo ra những cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ. Tuổi Sửu bình tĩnh và sáng suốt nên không mắc sai lầm, để lỡ tiền bạc rơi vào tay người khác. Song thời điểm này hung tinh đại hao vẫn luôn rình rập, bản mệnh cần chú ý trong chuyện đầu tư chớ nên mạo hiểm quá mức, dễ bị cuốn theo. Không tùy tiện cho người khác vay tiền hay vay tiền người khác để tránh bị kẻ xấu lừa gạt. Nhớ theo dõi tử vi hàng ngày để không bỏ lỡ điều gì nhé. Xem tử vi tuần mới, người tuổi Dần tình duyên kém sắc, có thể sẽ phải đối mặt với những quyết định khá lớn. Giữa hai người tồn tại nhiều vấn đề không giải quyết được ngay, đôi bên cùng giữ cái tôi của mình thay vì suy nghĩ cho tình cảm đôi bên. Chọn con tim hay là nghe lý trí, bắt buộc con giáp này sẽ phải đưa ra lựa chọn. Đầu tuần tài lộc cực vượng, thực thần nâng đỡ cho bản mệnh tìm thấy cơ may để kiếm tiền. Con giáp này không bỏ lỡ cơ hội và làm dày ví của mình nhanh chóng. Có điều, tiểu hao hung tinh khiến cho tuổi Dần phải chi tiêu đủ thứ ngoài kế hoạch, tiền nhiều mà tiêu cũng nhiều. Cuối tuần là thời điểm hỏa phá tài nổi lên rõ nét, tuổi Dần cần chú ý hơn trong chuyện chi tiêu khoảng thời gian này. Hãy lên kế hoạch mua sắm cụ thể, những thứ không thực sự cần thiết thì đừng tốn tiền vào nó. Tuần này hung vận khá lớn, người tuổi Mão có lẽ phải đón nhiều tin không vui cho lắm. Đường công danh bất thuận, nhiều khó khăn nảy sinh mà bản mệnh khó bề tự giải quyết. Ngũ quỷ hung tinh kéo theo tiểu nhân quấy phá, khiến cho con giáp này chẳng phút nào yên. Cũng may có chính ấn nhập cục, giữ cho tình hình không quá rối ren. Bản mệnh cố gắng để bù đắp những sai lầm mình gây ra, cũng may tinh thần làm việc hăng say và cống hiến của con giáp này được cấp trên và đồng nghiệp nhìn nhận tốt. Theo lịch vạn niên, tài lộc trong tuần này chủ yếu đến từ nghề phụ hoặc kinh doanh, công việc chính không mang lại nhiều nguồn thu cho tuổi Mão cho lắm. Con giáp này được thực thần che chở nên làm gì cũng dễ dàng thành công, là cơ hội tốt để tiến hành những kế hoạch từ trước đó. Đường tình duyên kém sắc, đào hoa không thấy đâu.
con giáp này nếu còn độc thân cũng khó bề tìm được một nửa cho mình khi có quá nhiều tiêu chuẩn đặt ra, trong khi tình yêu đề cao cảm xúc và sự chân thành. Tuổi Thìn trong tử vi tuần mới này gặp được quý nhân trợ mệnh nên tài lộc khá vượng. Thái âm cát tinh báo hiệu quý nhân là nữ mệnh, sẽ giúp cho con giáp này tìm thấy cơ hội kiếm tiền từ lúc mọi người còn chưa có khái niệm gì về việc đó. Cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều dồi dào, con giáp này được thiên tài ở bên nâng đỡ nên biết cách cân đối thời gian để không làm ảnh hưởng đến công việc chính mà vẫn kiếm được nguồn lợi từ nghề tay trái của mình. Đường tình duyên trong tuần 32 này không có nhiều khởi sắc. Con giáp này thiếu sự tinh tế trong chuyện tình cảm, luôn muốn nắm thế chủ động, không để cho đối phương có tiếng nói trong mối quan hệ giữa hai người nên tình cảm có phần thiếu khăng khít. Nếu có công việc quan trọng, tốt nhất nên tiến hành ngay vào thời điểm đầu tuần. Lúc này ấn quan tương hợp sẽ nhân sức mạnh lên nhiều lần, bảo vệ cho tuổi Thìn khỏi những rắc rối do kẻ tiểu nhân thiên quan sắp đặt. Người tuổi Tỵ tuần này hung cát đan xen, song đường tình duyên thì không có nhiều tín hiệu khả quan cho lắm. Điều này có lẽ một phần là do công việc trong tuần của bản mệnh quá mức bận rộn, có nhiều rắc rối do thương quan thiếu cẩn trọng gây ra mà tuổi Tỵ phải đi sau giải quyết. Thêm nữa, dịch mã động kinh báo hiệu rằng vì lý do công việc mà con giáp này phải di chuyển, đi lại nhiều nơi, có khả năng phải đi công tác xa. Công việc vất vả, không có thời gian để chăm sóc bản thân, càng khó nói đến chuyện chăm sóc tình yêu. Có lẽ vì lẽ ấy mà tình cảm giữa bản mệnh và người ấy có những dấu hiệu rạn nứt. Đôi bên không đủ thời gian để giải thích cho nhau về những khó khăn, vướng mắc mình đang gặp phải, cố gắng bù đắp cho đối phương nhưng khi tình cảm nhạt phai thì bù đắp thế nào cũng không vừa. Xem tử vi 2018, tài lộc tuần này cực vượng, chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều có dấu hiệu tăng tiến. Con giáp này cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng để không bị nguồn thu quá lớn làm cho choáng ngợp mà quyết định sai lầm. Người tuổi Ngọ trong tuần 32 đường công danh thăng trầm bất định. Có nhiều khó khăn cản trở khiến cho bản mệnh không thể đạt được những mục tiêu mình đã đề ra, cũng dễ bị kẻ tiểu nhân thiên quan ganh ghét mà hãm hại. Tuy nhiên, tuổi Ngọ không cần quá lo lắng bởi xem tử vi tuần mới thì thấy cát tinh Thái Dương vẫn đang ở bên, giúp cho con giáp này vượt qua những cửa ải gian nan nhất. Quý nhân nam mệnh sẽ xuất hiện và chỉ cho bạn lối đi phía cuối con đường. Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ không đạt được những điều bản thân mong đợi. Người ấy thiếu thông cảm cho những khó khăn mà con giáp này đang gặp phải, lại nghi ngờ những mối quan hệ đơn thuần là công việc với người khác phái xung quanh bản mệnh, gây ra đủ chuyện rắc rối. Đầu tuần tài lộc khá dồi dào, nguồn thu của con giáp này khá ổn định, cả nguồn thu phụ cũng có dấu hiệu tăng tiến. Tuy nhiên, càng về cuối tuần thì vận trình càng sa sút, kiếp tài cảnh báo hỏa phá tài có thể sẽ xảy ra nếu bản mệnh không biết cân đo đong đếm chi tiêu sao cho hợp lý. Đọc thêm mách bạn phong thủy phòng ngủ cho tài lộc càng ngày càng vượng. Người tuổi Mùi trong tuần mới này tình duyên không có nhiều biến động. Tình cảm giữa hai người vẫn ở mức độ cao hơn tình bạn nhưng chưa tới tình yêu. Bản mệnh cảm thấy thiếu an toàn khi ở trong mối quan hệ này và cần thêm thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Thời điểm đầu tuần công việc khá suôn sẻ khi được chính ấn chỉ lối dẫn đường, bản mệnh cũng không mắc phải sai lầm gì. Song càng về cuối tuần thì khả năng tập trung của tuổi Mùi càng giảm đi, nếu không nhanh chóng chấn chỉnh thì hiệu quả làm việc sẽ sụt giảm rõ rệt. Thái tuế hung tinh xuất hiện và cảnh báo con giáp này không nên xuất hành xa trong tuần 32, có điểm báo xui xẻo gần kề. Tuổi Mùi nên hạn chế những chuyến đi xa không cần thiết để bảo đảm sự an nguy cho chính bản thân mình. Tài lộc ổn định, vận trình của người tuổi Mùi tuần này khá sáng. Bản mệnh có thể thoải mái làm những việc mình muốn bởi nguồn tài chính vững vàng sẽ là chỗ dựa cho bạn trong bất cứ tình huống nào. Song chớ vì vậy mà chủ quan, vẫn nên có khoản tiết kiệm phòng khi khốn khó. Xem tử vi tuần mới, người tuổi Thân đào hoa khá vượng, đường tình duyên rộng mở vô cùng. Bách Việt trợ nhân duyên nhập cục,
con giáp này nếu còn độc thân thì sẽ sớm có cơ hội gặp gỡ những người khác phái có khả năng kết đôi với mình. Các cặp đôi hòa giải những hiểu lầm cũ, giải quyết mâu thuẫn còn đang tồn đọng và tìm lại sự bình yên khi ở bên nhau. Đã lâu rồi tuổi thân mới thấy nhẹ nhõm đến thế, tình yêu dường như quay về thuở ban đầu trong sáng mà vẫn nồng nàn không kém. Đầu tuần có kiếp tài giáng họa, con giáp này có đủ chuyện phải chi tiêu, lại thêm tính thiếu tiết kiệm nên có khả năng tiêu đến đồng tiền cuối cùng cũng chẳng hề nương tay. Cũng may số còn son, tiền hết rồi lại có, thiên tài cho phép tuổi thân kiếm thêm thu nhập từ nghề tay trái cho mình. Công việc về cơ bản khá ổn định, có những khó khăn xuất hiện cản đường đến thành công song con giáp này đã thuận lợi xử lý, giành được cơ hội thăng tiến trong khoảng thời gian tới. Theo lịch vạn niên 2018, chính ấn cho thấy bản mệnh đã giành được lòng tin tưởng từ phía cấp trên. Xem tử vi tuần từ 6-12 tháng 8 năm 2018, người tuổi Dậu tình duyên tươi sáng, dễ tìm được người xứng đôi vừa lứa với mình. Những người bạn gặp trong thời điểm này có thể sẽ là người đi cùng bạn tới cuối cuộc đời, hãy để tâm tìm hiểu nhé. Công việc trong tuần có ân quan nâng đỡ nên cực kỳ thuận lợi, tuổi Dậu tìm được nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình và đạt được những bước tiến khá lớn trên con đường công danh sự nghiệp phía trước. Đầu tuần có nhiều việc phải chi tiêu, song bản mệnh phải thận trọng kẻo gặp kẻ xấu giáp tâm lừa gạt tiền bạc trong tay mình. Nguồn thu của tuổi Dậu trong tuần đến từ công việc chính là chủ yếu, chớ nên tham bát bỏ mâm, tập trung làm tốt việc của mình là hơn. Người tuổi Tuất trong tử vi tuần mới có điểm báo được quý nhân trợ giúp, thế nên dù vận trình không được tươi sáng cho lắm thì vẫn có thể thấy được những may mắn khi lâm vào cảnh khốn cùng. Đầu tuần công việc được tiến hành trôi chảy, thiên ấn cho thấy có những khó khăn nhất định trong quá trình tiến hành công việc được giao xong con giáp này vẫn giữ vững ý chí và quyết tâm của mình. Lại thêm cát tinh thiên đức ở bên trợ mệnh nên khó khăn nào rồi cũng vượt qua, còn nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên nữa. Đường tình duyên không có nhiều biến động. Tuổi Tuất và người ấy vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu và chưa có ý định tiến xa hơn. Hai người còn đang cân nhắc nhiều vấn đề và không thấy chắc chắn cho lắm về tương lai phía trước. Đường tài lộc trong tuần này của tuổi Tuất khá vượng. Chính tài và thứ tài cùng xuất hiện, bản mệnh dù làm công ăn lương hay theo nghiệp kinh doanh thì đều có cơ may tài lộc rất lớn, tiền bạc không phải là vấn đề với con giáp này trong tuần 32. Xem tử vi hàng tuần, người tuổi Hợi trong khoảng thời gian này khó được như ý trong chuyện tình cảm. Các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn từ những vấn đề đời thường, khi nghĩ lại chính bạn cũng không hiểu tại sao mình lại vô lý đến thế. Mà thêm một điều nhắc nhở tuổi Hợi đó là chớ nên quyết định điều gì khi tâm trạng bất ổn. Cũng đừng lao ra đường để giải tỏa tâm lý. Bạch hổ hung tinh có thể gây ra tai họa bất ngờ, bản mệnh có khả năng bị tai nạn giao thông nếu không cẩn thận. Đầu tuần là thời điểm tốt để tiến hành cầu tài vì có thực thần che chở và mang đến nhiều cơ may tài lộc cho con giáp này. Càng về cuối tuần thì vận trình càng sa sút, lúc này bản mệnh nên tính đến việc tiết kiệm hay đầu tư xoay vòng để giữ tiền trong tay.